nuôi bầu lỡ. À, những cái cây như thế này là trồng xuống đất lắm. Hôm nay Ly chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây mít ruột đỏ sơ vàng gốc to nha. Gốc to, gốc lớn nha. Gốc to, gốc lớn thì gốc từ 2 phân rưỡi ăn lên. Gốc từ 2 phân rưỡi ăn lên thì hình thức cây nó giống như thế này nha bà con. Đây, cái cây giống nè. Cái da nó rất là láng này ha. À, cây thẳng nè, cây mượt, da đỏ, da láng nha, lóng thưa ha. Rồi, bo tược ở bên trên, bo tược bên trên là vừa trồng nha. Đây, bên Ly nuôi dưỡng lại bo tược rất là đẹp nè. Cây phân chi phân tàn. Những cái cây giống mà đẩy lên đây thì đang chuẩn bị đóng hàng giao cho chủ đầu tư. Những cái đơn này là giao hàng online thì Ly cũng có đi đường xe tải nữa. Cô chú anh chị nào chúng ta mua số lượng nhiều mà khu vực tầm khoảng 100 km đổ lại á, thì Ly sẽ đi giao bằng đường xe. Còn anh chị nào chúng ta mua số lượng ít á, mà ở xa thì Ly sẽ đi giao bằng đường online. Nhằm khi cô chú anh chị mua 10 cây hoặc 20 cây mà ở khu vực Đắk Nông, Đắk Lắk nè, khu vực xa của bên trung tâm cây giống thì Ly sẽ giao đường online, giao tận nhà cho quý bà con chúng ta đầu tư luôn nha. Đó, cây nào cũng giống như cây nấy ha. Đây, đây là cái lá của mít ruột đỏ sơ vàng lá bầu đây ha, hàng chuẩn giống luôn. Thì bên Ly cung cấp cái giống thì có hỗ trợ kỹ thuật trồng nè, hỗ trợ kỹ thuật làm trái và đặc biệt có thu mua lại trái mít ruột đỏ sơ vàng luôn ha, khu vực miền Tây, khu vực miền Đông. Đó, có hàng thì cứ việc alo theo hai số điện thoại hiện trên màn hình đi. Bên Ly sẽ đến tận vườn cắt mít ha. À, hàng nuôi nè, có chi có tàn nè, quý bà con chúng ta thấy không? À, chủ đầu tư cũng không đến từ trung tâm cây giống nè. Yêu cầu bên Ly lựa hàng giùm. Thì bên Ly cũng lựa những cây đẹp nhất nha. Còn đây là những cái phân bón để làm bông nè. 30 10 10 này ha. Rồi xô nuôi trái nè. Bên đây thì có cây nhãn ghép hai bo. Nhãn ghép hai bo nè. Khu này là khu đóng hàng cây giống online nha. Mít cuộc đỏ sơ vàng thì cây giống dễ trồng nha. Trồng được nhiều vùng miền luôn. Nếu anh chị nào chúng ta mà ở ngay vùng đất mà bị nhiễm phèn á thì mình cũng có thể là trồng được cái cây mít cuộc đỏ sơ vàng. Vùng miền Đông nè hoặc là vùng miền Bắc thì mình cũng có thể là trồng được cái cây giống mít ruột đỏ sơ vàng lá bầu Indo này luôn. Hôm nay thì Ly cũng đi rất là nhiều cây nhưng mà Ly cũng muốn giới thiệu cho biết là con chúng ta trồng về cái mít ruột đỏ sơ vàng. Tại vì mít ruột đỏ sơ vàng đang được xuất khẩu chính ngạch với giá trị kinh tế rất là cao luôn. Năng suất rất là cao nha bà con, cây mít năng suất rất là cao. Giống như cái đơn này thì có 5 cây nè. Đó, mít ruột đỏ sơ vàng gấp từ 2 phân tới 2 phân rưỡi 5 cây. Đây bo tược rất là vip nha, bo tược rất là đẹp. Còn bên đây, bên đây là 10 cây nè, mít ruột đỏ sơ vàng đấy ha, 2 phân tới 2 phân rưỡi. Đây, bo này, đỉnh sinh trưởng, cây rất là khỏe đẹp rồi. Da rất là đẹp nha, màu da rất là đẹp. Những cái cây giống mà lựa vô đây á, thì mấy bạn đang chuẩn bị đóng hàng giao cho chủ đầu tư. Còn khu mà nuôi mít là ở ngoài kia nha. Bên Ly có gốc to, gốc nhỏ thì đều có hết luôn, không phải là có gốc to không nha bà con, cũng có gốc nhỏ luôn ha. Anh chị nào chúng ta muốn trồng cái gốc vừa hoặc là gốc to, gốc nhỏ thì bên Ly đều có cung cấp hết. Đó, cây mít. Đó, nuôi dưỡng cây mít rất là khỏe đẹp luôn. Cây như thế này là thả xuống là trồng ngay luôn, không cần dưỡng gì hết nha. Mít thì bên Ly tùy theo lô, có lô thì 40 nè, 45 hoặc là 50, 55 hoặc là 60, 70 đều có hết, tùy theo cô chú anh chị chúng ta hợp đồng theo cái phân khúc giống như thế nào thôi. Với bên Ly có giá rất là nhiều size ha, nhiều kích cỡ. Giống như anh chị là chúng ta mua xô thì nó sẽ khác, còn anh chị là chúng ta mua hàng lựa thì giá nó sẽ khác ha. À, đây là khu đóng hàng cây giống online nha. Mít ruột đỏ hôm nay là 49k trên 1 kg là hàng loại 1 nha. Bên Ly bốc hàng 8 kg ăn lên nha. Khu vực miền Đông thì Ly cũng đến tận vườn để thu mua trái cho quý bà con chúng ta luôn ha. Thu mua hàng xuất khẩu giá cao nha, giá cạnh tranh nha bà con. Đó, thì ngày hôm nay Ly giới thiệu về cây mít ruột đỏ sơ vàng, dạng gốc to, gốc lớn nha, gốc từ 2 phân ăn lên tới 3 phân nha. Anh chị nào chúng ta muốn trồng cây to, cây lỗi thì bên Ly đều có cung cấp luôn. Đó, Ly quay cái khu trưng bày về cái cây mít cho quý bà con chúng ta cùng xem nè. Cũng có khách đến đặt hàng nè. Một ngày thì bên Ly tiếp cũng rất là nhiều khách luôn. Khách mua lẻ cũng có nè, rồi khách mua sỉ cũng có, rồi khách ở xa tới cũng có luôn. Hàng nuôi bầu lỡ cũng có luôn nha bà con. Đó, hai chủ đầu tư đến để lấy cây giống nè. Anh chị nào chúng ta sợ trồng mít mà không có đầu ra thì cứ yên tâm nha, bên Ly có thu mua trái nha, hàng xuất khẩu. Đây, gốc to gốc lớn, hàng vừa trồng luôn. Đây, địa chỉ thì được đặt ở ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cai Lậy của tỉnh Tiền Giang nha. Bên trung tâm cây giống chỉ xài hai số điện thoại hiện trên màn hình ha. Còn bên đây là cây nuôi bầu lỡ nè, cho cô chú anh chị là chúng ta dặm vườn ha, gốc to gốc lớn nha, gốc lỡ. Những cái cây nuôi bầu lỡ thì cái cây nó rất là to, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tàn tán rất là đẹp rồi, tại nè, nuôi bầu lỡ. À, những cái cây như thế này là trồng xuống đất là khoảng hơn 1 tháng rưỡi à, là cây nó mới có
có phân tàn giống như thế này, nó xây tàn giống như thế này nha. À, nơi này là nơi trưng bày cây mít nè. Rồi, ngày hôm nay Ly chia sẻ về cây mít ruột đỏ sao vàng nha. Anh chị nào chúng ta quan tâm thích mua giống á thì cứ việc alo nha, alo theo hai số điện thoại hiện trên màn hình ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.